À, đây nó là cái mô hình đường chơi xe khủng long xếp gọn xách tay nha. Nó là hàng thương hiệu Mattel của Mỹ. Xếp lại nó có tay xách đi. Và nó có sử dụng pin cho cái phần âm thanh. Đây, phần âm thanh đây, những cái nút này vô. Cái chốt này khi mà gạt ngang thì cái phần nắp này nó sẽ hạ xuống giống như thả những cái gì ở bên trên xuống vậy đó. Đó, nó hạ xuống rồi. À, cái này nó là hàng Mattel cho nên chỉ có thể kết nối với các đường ray của Mattel thôi nha. Của Hot Wheels thì không có gắn được đâu. Shop cũng đang bán có bán một cái bộ đường ray mà để chạy xe lửa của Mattel đó. Để chơi chung cái bộ này được. Các đầu nối của nó đây. Rồi, riêng về cái phần đây, cái phần khủng long nó thiết kế thế này. Là cái này khi mở lên đó, đầu khủng long sẽ nâng lên và xe sẽ phóng xuống không kèm theo xe. À, ví dụ như đây, giờ cho một cái chiếc xe vào đây, nó phóng ra ha. Nó sử dụng là hai viên pin tiểu